Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Tất Đất Tất Vàng của chúng tôi ngày hôm nay và sự trở lại của chị Lily Lu và anh Kevin Huỳnh. Chào anh chị. Chào quý vị khán giả, chào chị Vân Anh. Chào Kevin. Chào Lily, chào khán giả cô tại VNTV. Vâng, thưa quý vị, chúng ta lại trở lại những sinh hoạt thường ngày sau khi đã tưng bừng chào đón Tết vừa qua ha Kevin ha. Và quý vị nào mà đang có ý định có được căn nhà cho mình trong năm mới này, trong năm 2019, thì ngày hôm nay mời quý vị theo dõi sự chia sẻ của anh Kevin Huỳnh. Anh là broker, là chuyên viên địa ốc tại San Diego của chúng ta, cũng như là chị Lily Lu, chị là loan officer của công ty iApproved Lending. Và những cái điều gì cần thiết để quý vị có thể đạt được cái ước mơ là làm chủ một ngôi nhà của mình, phải không Lily? Thì ngày hôm nay quý vị thấy là trong các chương trình kỳ trước đó thì anh Kevin cũng như Lily lúc nào cũng chia sẻ với quý vị là chúng ta cần phải có một cái pre-approval trước khi mà chúng ta đi coi nhà. Cho nên đó là cái lý do ngày hôm nay chị Lily cũng như là anh Kevin sẽ chia sẻ chúng ta cái điều mà rất là quan trọng chúng ta cần phải biết. Mời Lily. Dạ, cái bước đầu tiên trước khi một người muốn đi mua nhà thì Lily đề nghị là nên gặp một người loan officer và đưa những cái giấy tờ cần thiết, như là về đưa số social security để cho cái người loan officer run cái credit để coi thử cái điểm là người ta có đủ để mua nhà chưa. Và Lily cũng phải hỏi về những cái income, giấy tờ income. Có thể là những người loan officer khác họ không có hỏi, họ chỉ nói chuyện, nhưng mà với Lily á, Lily muốn là coi giấy tờ để Lily biết được những cái gì thực sự cần thiết, và có cái trục trặc gì thì Lily sẽ nói cho khách biết để mình có chuẩn bị có thời gian mình chuẩn bị. Rồi khi mà những cái bước mà Lily đã review xong thì Lily có thể cho người khách một cái tờ giấy gọi là pre-approval letter. Dạ, thì anh Kevin, khi mà khách đi mua nhà, đi coi nhà mà muốn offer thì họ sẽ cần những cái giấy tờ gì? Thường thường khách mà muốn đi xem nhà đó thì theo Kevin là mình cần một cái tờ đơn gọi là pre-approval letter. Thì cái đó rất quan trọng, tại lúc mà mình đã đi xem căn nhà rồi, mình đã thích căn nhà đó rồi, rồi mình kiếm Kevin, chị Vân, chị thích căn nhà đó, chị muốn mua. Đúng rồi. Mua quá. Bây giờ chị Vân, chị có đi gặp Lily chưa, hay gặp một loan officer đó để làm một cái pre-approval chưa? Tại sao em hỏi vậy? Là tại vì lúc mà mình muốn thích căn nhà mà muốn mua căn nhà đó thì mình phải ba món đồ chính, qua hợp đồng là đầu tiên, hợp đồng giữa người bán và mua. Thứ nhì là tiền nhà băng mình có sẵn chưa. Rồi thứ ba nó gọi là cái pre-approval. Thì khúc mà mình có đủ ba cái món đó mình sẽ gửi qua cho người bán, người bán sẽ coi lại hết, nếu họ hợp thì người ta sẽ chấp nhận cái offer của chị. Nếu mình trong ba món đó mình không có một món thì không được. Vẫn offer được, nhưng mà người ta sẽ bỏ hồ sơ mình ra sau mấy người khác. Rất là hay. Và tất cả những cái công việc làm cái đó, cái người mua có phải trả tiền lệ phí gì không anh? Free. Cái đó là Lily có thể coi giấy tờ free và Lily cho lời khuyên nếu như điểm, ví dụ như một trong những cái có những cái điều mà mình cần phải coi là cái điểm credit score. Nếu như Lily thấy mà hơi thấp á, hay là có cái gì đó, thì Lily sẽ nói là mình sẽ cần khoảng thời gian, nhiều một thêm một tháng đi, mình sẽ trả bớt một số nợ thì cái điểm mình nó sẽ cao lên, thì mình sẽ mượn được thêm nhiều hơn, hay là điểm credit score nó tốt hơn. Lily đem một cái điểm rất là hay là tại vì thí dụ mình có ý định mua nhà, mình kiếm Lily để làm cái credit score, thí dụ nó thấp, mình có thể mua nhà liền, mình sẽ sửa cái credit score, mình giúp người khách để sửa, để cho hay mình quá. Sau này để mình có cơ hội để mình mua cái căn nhà đó. Vâng, rất là hay thưa quý vị, và tất cả những dịch vụ mà anh chị Kevin cũng như là Lily vừa mới chia sẻ với chúng ta hoàn toàn miễn phí cho quý vị nào muốn mua căn nhà. Cho nên mà nếu mà chúng ta làm sẵn để đó cũng được vậy ha Lily. Dạ đúng rất, rồi. Rất là để sẵn để mình mua sẵn căn nhà của mình. Tại nếu như mà mình offer, anh Kevin dẫn chị Vân Anh đi, chị em mình offer cái căn nhà đó rồi mà chị Vân Anh không mua được, tại vì có người offer cao hơn, thì bây giờ chị phải đi kiếm căn khác. Nhưng mà khi chị kiếm căn khác thì Lily đã có tất cả giấy tờ rồi, mà khi mà
chị Văn Anh đưa cái căn nhà này offer được cái căn nhà tiếp theo thì Lily đã có hết tất cả giấy tờ và Lily chỉ cần nộp lên và làm thì cái quá trình nó làm nó sẽ nhanh hơn và nó dễ hơn cho everyone. Và mà một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại quý vị là khi mà chúng ta mua nhà thì cái người agent mà giúp cho cái người mua nhà đó mình không có tốn lệ phí gì hết, đúng không em? Cái người agent đó họ lấy lệ phí từ người bán không em? Thường thường mình dẫn khách đi coi thì cái tiền mà trả cho em là người bán nhà sẽ trả cho em, đúng. Người mua nhà không có tốn gì hết. Hay quá. Cho nên tại sao chúng ta không để chân cái người chuyên viên họ giúp đỡ cho mình để mình không có phải lo lắng, và tại vì nếu mà tự chúng ta làm thì chắc chắn là sẽ có những cái thiếu sót mà nhiều khi chúng ta không biết phải không? Với lại là anh Kevin, cái người buyer agent đó, là cái người agent đại diện cho người buyer đó, thì ngoài cái việc dẫn đi mua nhà thì cái người như anh còn phải làm thêm những cái gì mà với một vai trò của người agent. Thường thường thì agent dẫn một người khách đi kiếm nhà thì rất là bình thường, mình coi cái lên cái mạng mình coi cái nhà mình thích mình dẫn đi coi rất là dễ, cái đó thì thật sự người nào có bằng là đi làm được vẫn easy. Nhưng mà cái trách nhiệm sau lưng nó rất là nhiều. Thì trách nhiệm là sao, mình phải khúc mà mình người khách mình mua căn nhà rất là mắc tiền. Mình bảo vệ là sao, mình phải cần coi cái tài liệu gì sau khi chị đã mua, sau khi cái người bán đã chấp nhận bán cái nhà cho chị. Thì sau lưng nó còn rất là nhiều cái điểm quan trọng là cái người agent giống em phải làm cho cái người mua. Rồi giấy tờ nó sẽ rất là nhiều. Và những cái gì trong căn nhà là mình phải hỏi, mình phải nói chuyện với bên seller. Nói chung là em thấy cái người agent có rất nhiều cái step mà phải làm, đúng không? Nhiều lắm. Rất là nhiều những step và rất là nhiều những cái công việc mà cần giúp người mua nhà từ lúc bắt đầu cho đến cầm cái chìa khóa để mở cửa, phải không? Thì trong suốt cái giai đoạn đó anh sẽ là người giúp đỡ mà hướng dẫn từng giai đoạn một. Dạ đúng. Thì trong cái giai đoạn sau khi mà được căn nhà thì nó có nhiều cái sự mà nó gì legal là mình phải bảo vệ thân chủ mình, ví dụ nhà mình phải có permit hay không, rồi mình phải negotiate nó mấy cái, ví dụ mà sau khi mà mình làm inspection xong rồi mình phải negotiate nữa. Đó nhiều lắm, nhiều cái sự việc mà khách mình không có thấy được và người agent mới hiểu. Lily, như vậy mình có một cái câu hỏi kế tiếp là cũng Minh Anh biết là có rất là nhiều quý vị khán giả cũng thắc mắc, thì cái người buyer agent của mình đó, mình làm thế nào để cho mình có thể gặp được một cái người agent mà có thể giúp cho chúng ta thực hiện được giấc mơ có được căn nhà? Lily với anh Kevin thì hay nói chuyện là về khách, thì khách cũng có những người dễ tính, những người khó tính. Đúng. Thì ai thì cũng là khách, như khi mà họ muốn đi kiếm nhà căn nào thì bọn em cũng sẽ sắp xếp để dẫn khách đi. Nhưng mà ví dụ như Lily với anh Kevin cũng chỉ có thể cho lời khuyên, còn cái căn nhà đó là một cái quyết định rất là lớn trong cuộc đời. Cho nên mình chỉ có thể cho lời khuyên, nhưng mà cái người mua đó phải là người biết được là mình muốn bỏ cái offer căn này bao nhiêu. Chứ cái chuyện đó Lily với Kevin không help được. Tại vì cái đó là cái decision, như chị Văn Anh đi mua thì bọn em respect tôn trọng cái quyết định của người. Theo Kevin thì mình chỉ cho cái người khách một cái suggestion. Là cái tiếng Việt thì là em không biết tiếng Việt là đề nghị. Ví dụ mình thấy cái nhà này nó hot. Và mình suggest là mình thích thì mình sẽ ok. Mình bỏ bao nhiêu đây? Cuối cùng cũng là người khách quyết định, chứ tụi em không biết. Đúng rồi anh. Tuy nhiên anh có thể dùng cái kinh nghiệm của anh và cái sự hiểu biết của anh để nói là chị Vân Anh giống như anh nói vậy đó, chị nên bỏ thêm như vậy thì mới mua được nhà, phải không? Thì nếu như chị thực sự rất là thích. Như chị nói ok thì mình có thể đi kiếm tiếp. Quý vị vừa theo dõi chương trình Tất Đất Tất Vàng ngày hôm nay với anh Kevin Huỳnh, anh là chuyên viên địa ốc, và cô Lily Lưu, cô là loan officer. Chúng tôi có số điện thoại trên màn ảnh để quý vị có tất cả những cái thắc mắc gì liên quan đến việc mua nhà, bán nhà hay tất cả những dịch vụ gì về địa ốc, mời quý vị hãy tham khảo hoàn toàn miễn phí với anh Kevin Huỳnh và cô Lily Lưu. Cảm ơn chị Văn Anh, cảm ơn quý vị khán giả đã xem chương trình hôm nay, và cũng chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng.
Cảm ơn chị Vân, cảm ơn Lily và chúc khán giả một ngày tốt đẹp.